trải đường lối muôn ngàn hoa. Đời bao gian lao nhọc nhằn, nhiều khi sóng gió cất ngăn tình yêu. Hành trình tìm hạnh phúc em và anh, tựa hồ trong những giấc mơ mộng manh. Giữ cho nhau bao khát khao, giữ cho nhau bao ước ao, để xua tan lúc sóng gió dâng trào. Bàn tay nâng niu những ước mơ còn xanh, trong phút chốc bỗng rẽ mau phai tàn. Nhiều lúc hạnh phúc kề bên mà sao ta thở mau vội lãng quên. Tình yêu có lúc sân hận, có lúc vui buồn, để thấy yêu em ngàn lần hơn. Tình yêu hoa phép nhiệm màu, bước qua u sầu, cho đôi tim mình được bên nhau, bên nhau. Nói với cô rồi, tôi chỉ xin một mình béo thôi mà. Cô mà để dính vào một lần nữa, tôi sẽ đuổi cô ra khỏi nhà đó. Đây là sự thật sao? Đi 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 đi. Trời ơi. Wow, dữ quá ha. Ba bích đi đi. Chết nè. Đánh cái này nè. Đi đi. Đánh bài phải đi lẹ lẹ mới được chứ. Anh Hoàng, anh gọi cho anh Chính xem vợ chồng anh Chính nó đi tới đâu rồi mà lâu quá vậy. Qua luôn đi. Đồ ăn nguội hết trơn rồi. Cái thằng Chính này kỳ nha. Thấy vợ về tranh thủ hay sao á, mà giờ này chưa tới nữa. Thôi để tôi gọi cho ông thử coi, để trả lại vụ này mới được. Gọi cái gì tới mày nè. Nè con. Mày đi. Trời rồi, ổng tắt máy rồi không nghe. Không biết tới có chuyện luôn. Gì không nữa. Hay hai vợ chồng lại gây lộn với nhau. Chuyện này cô phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Tôi muốn phát khùng lên rồi nè. Vậy là sao? Vậy là mình sẽ bị đuổi đi mất rồi. Còn con mình, mình không thể nào rời xa nó được. Nó là báo mụn mình đẻ nó ra mà. Ơ mẹ thương. Không, chính cô ta mới là kẻ dư thừa trong cái gia đình này. Cô ta không phải mẹ bé Đức Hiếu. Cô ta phải là người ra đi mới đúng. Mày đi. Đem thử gọi cho chị Hà xem. Đánh đi, lo cười hoài à. Nè.
Sao vậy? Chị Hạ này gọi hoài mà không bắt máy. Chị hả? Tép, đánh tép. Đi đâu mà lâu quá vậy chị? Mai hả? Anh Chính giờ vẫn chưa tới. Điện thoại thì tắt máy. Mọi người đang chờ hai vợ chồng chị đó. Chị quên mất. Em đợi chị chút nha, chị tới liền. Có ăn rồi, có ăn rồi. Ê, xin chào. Vô. Xin chào, xin chào. Cặp hữu vô. Xong hết rồi. Ăn rồi đêm. Chiến ở đâu mẹ? Ủa, nè con. Còn chín nữa, con nên đợi nó đến không? À, ủa. Đi mày gấp đồ cho con ra ngoài ăn ta? Nha. Chắc là anh Chính sẽ không tới đâu. Lúc nãy anh nhận được cuộc điện thoại nói là phải đi coi đồ cổ. Dạ. Đi đi. Dạ. Tính của anh Chính mọi người cũng biết rồi đó. Không có gì lấp lánh vậy gọi ảnh bằng mấy món đồ cổ hết á. Thôi mọi người đừng chờ nữa. À dạ. Thôi vô đây. Mình nhặt đèn đi. Anh Chính này thiệt tình. Hèn chi á. Gọi điện á thì tắt máy, không dám nghe. Nó mê đồ cổ hả? Giống như quyền nhà của tôi á mê tiền vậy. Thôi kệ tụi nó, mình vô thiệt đi. Thôi vô đi. Chúc mừng vô vợ đi. Chồng Hoàng Mai rồi tụi nha. Mai. Vô. 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 Vô đi Mai. Đây. Nước ngọt nè. Cùng đi coi. Vô ngủ nha. Vô. Đã hả? Nửa đi anh. Thôi mọi người ở lại cứ vui vẻ nha. Xin lỗi Hà phải về trước, bữa nay Hà có công chuyện đột xuất. Ủa tiệc mới bắt đầu mà chị? Chị có việc gì vậy? Tại vì chị có công chuyện phải đi. Thôi xin phép mọi người nha. Chị nè. Thôi, ngủ đi. Thôi vô đi. Vô đi. Vô đi. Uống bù vô chính nha. Rồi. Hôm nay là tôi phải uống bù vô chính bạn tôi á. 1, 2, 3. Vô. Cô nói cái gì? Em không có uống thuốc đâu. Cô cố tình hả? Tôi đã nói với cô rồi, tôi chỉ xin một mình bé Hiếu thôi mà. Cô mà để dính vào một lần nữa, tôi sẽ đuổi cô ra khỏi nhà đó. Thank you.
Không biết bà đã biết cái gì chưa? Làm sao mà mình gặp mặt được bà bây giờ chứ? Hoài ơi! Hoài ơi Hoài! Làm gì ở trỏng mà tôi gọi hoài không nghe vậy? Hả? Dạ, tại vì nãy giờ con bận thay đồ cho bé Hiếu á bà. Đưa đây coi. Dạ. Thương quá. Vậy ba mẹ nó ở đâu? Hả? Sáng giờ tôi gọi vô di động hoài mà gọi không được vậy? Dạ. Anh chị đi đâu mà không có nói cho bà biết hả bà? Không có nói cái gì hết trơn á. Sáng tới giờ tôi lo lắng nóng ruột quá chừng luôn. Họ gọi điện cho thằng Chính cũng không được, gọi cho con Hạ cũng không được, rồi gọi cho con Trang cũng tắt máy nữa. Dạ. Bà thấy bé Hiếu hôm nay có bụng bầm không bà? Còn bé đem đi cân nó lên được 1kg rồi đó bà. Hèn gì nó nặng hơn nè, cháu đứa tôm của tôi. Cháy ghét quá à. Ơi ơi, mẹ Hạ nuôi khéo lắm đây nè, cho nên mới mập mạp dữ gì nè. Rồi vậy rồi anh Chính với chị Hạ cũng không nói con là đi đâu hả? Dạ, anh chị đi đâu không có nói gì với con hết bà. Tụi này đi đâu vậy cả? Không biết có chuyện gì không nữa. Cô à, chúc mừng cô. Cô đã có thai hơn 4 tuần tuổi rồi. Ông trời ơi, sao ông không ban cho con đứa con này sớm hơn? Sao ông lại ban nó cho con vào lúc con không mong muốn chút nào vậy trời? Như vậy nữa sẽ ảnh hưởng tới thai nhi đó. Dù sao cô cũng có thai rồi, cô phải biết giữ gìn sức khỏe để mà sinh con chứ. Hay là cô gặp phải thằng Sở Khanh rồi, cho nên cô muốn giữ. Thôi cô chịu khó nghỉ ngơi đi nha. Mẹ ơi,
Dạ, chị mới về. Dạ, vừa rồi bà nội bé Hiếu có sang chơi, hỏi chị á, hai anh chị đi đâu mà sao gọi qua không bắt máy. Chị, sáng giờ chị có ăn uống gì chưa để em dọn cho chị? Tôi đang mệt, giờ tôi không muốn gặp ai hết. Cô để yên cho tôi nghỉ ngơi đi, khi nào cần tôi sẽ gọi. Ủa, hả, con về rồi hả? Dạ, mẹ mới tới chơi hả mẹ? Mẹ tới lâu rồi, mẹ nhớ con, mẹ mong cháu nên mẹ qua chơi với cháu. Thằng nhỏ nó ngủ rồi. Mà nè, hồi sáng tới giờ con với thằng Chính đi đâu vậy? Mẹ gọi vô điện thoại di động hoài mà không bắt máy là làm sao? Dạ, con... Còn anh Chính đó, chắc là anh đi chơi lanh quanh đâu đó thôi mà. Với lại anh lớn rồi, hơi đông mà mẹ cứ lo chứ. Nè, có thiệt là con với thằng Chính á không có chuyện gì không? Dạ. Chứ sao mẹ thấy nóng ruột lắm, lo lo làm sao á? Dạ, tụi con không có chuyện gì đâu mẹ. Mẹ ơi, bây giờ con cảm thấy hơi mệt, con xin phép mẹ con vô phòng nghỉ ngơi nha. Được rồi, con cứ vô nghỉ cho khỏe. Mẹ cũng về nè. Dạ, đi xuống đóng cửa cho bà. Dạ. Chị đang làm gì đó? Chị không được hại con tôi. Nó là con của anh Chính, nó là máu mủ của gia đình này. Tôi xin chị, nó là cháu đức tôn của gia đình anh Chính, nó là con tôi. Tại chị không có khả năng sinh con, chị không được làm hại tôi, không được làm hại con tôi. Con hiểu lầm tôi rồi, tôi không có ý hại cô và con cô đâu. Bé Hiếu mãi mãi là con nuôi của tôi mà. Đức Hiếu chính là cái tên tôi đã đặt cho con. Cô cứ yên tâm ở lại đây mà chăm sóc cho bé Hiếu trưởng thành. Tôi hiểu, đây là chuyện đã rồi mà tôi không thể nào thay đổi được. Vậy là sao? Chẳng lẽ cô ta lại chấp nhận tất cả hay sao? Mọi chuyện sao lại dễ dàng như vậy được chứ? Mẹ sẽ bảo vệ con. Con yêu, mẹ sẽ bảo vệ con. Không ai có thể làm hại con được.
Đi đâu rồi ta? Sao vậy chú? Con đang làm cái gì vậy? Hả? Mượn rượu để tránh né không phải cách giải quyết của người đàn ông đang gặp khó khăn, con biết không? Nếu con mà còn uống rượu như vậy á, con đi ra khỏi nhà chú. Chú ghét nhìn thấy hình ảnh một thằng đàn ông bạc nhược như vậy. Con làm chú đang cảm thấy tự mắc cỡ với bản thân mình khi kết bạn với một thằng hèn hạ như con. Chú, chú làm gì la con dữ vậy? Con đang khó xử quá đi chú. Con không biết phải làm sao nữa. Con đã mắc lỗi tại đình với hạ. Bây giờ con không dám trở về nhà nhìn mặt cô ấy nữa. Chú, hay chú cho con ở lại đây mấy ngày được không chú? Con năn nỉ chú. Con à, ở trên đời này không có chuyện gì là không có cách giải quyết. Không có cánh cửa nào là không có cách để mở. Không có khó khăn nào là không có hướng để vượt qua. Cái quan trọng là ở mình có quyết tâm hay không thôi. Trời ơi, nhưng mà chuyện của con, chú Bảy cũng không gỡ được đâu. Con đi mất núi, về mất sông rồi chú Bảy ơi. Rồi, chị dậy rồi xuống ăn cơm nha. Em chuẩn bị xong rồi. Chị Hà ơi. Trời ơi, tắt máy hay là trốn chạy, con có làm điều đó được suốt đời hay không? Con hãy gọi điện thoại lại đi, rồi chú sẽ chỉ cho con cách gỡ rối. Số nhà con hay là vợ của con? Bây giờ con phải nói sao với cổ bây giờ hả chú? Thì con cứ gọi lại đi. Tôi Chính đây. Anh Chính ơi, anh về nhà liền đi. Chị Hạ chỉ. Sao chị? Cô nói lại tôi nghe coi. Hạ làm sao? Dạ chị. Trời ơi, chú, cô phải về nhà gấp đây chú ơi.
Xin mọi người đừng lo, Hà không đi để chết mà đi để sống. Xin đừng ai đi tìm tôi, rồi sẽ có ngày Hà về. Tha thứ cho anh. Tạm biệt mọi người. Cái thằng Chính này hả? Chắc là trốn không muốn gặp tụi mình rồi. Điện thoại thì tắt máy. Bây giờ biết nó ở đâu mà tìm bây giờ? Cái thằng kỳ thiệt. Có chuyện gì á mà cứ im như thóc vậy, nghĩa là sao? Ít ra cũng phải để cho bạn bè biết, để cùng nhau gỡ rối chứ. Chắc là thằng Chính á, nó khi dễ anh em tụi mình á. Nó nghĩ anh em tụi mình không có giúp được gì cho nó hết. Không phải đâu. Theo tôi nghĩ chắc là giờ này nó đang đau khổ. Nó bối rối quá rồi nó nhậu xỉn ở đâu đó, rồi nó không về được luôn. Tôi thì tôi nghiêng về lý do đó hơn. Em mời anh chị dùng thêm trái cây. Cảm ơn nha. Ngon quá. Này, đứng lại cho hỏi chút coi. Không lẽ cô ở trong nhà mà ông bà chủ cô có chuyện gì cô không biết sao? Dạ. Dạ em cũng không biết nữa. Dạ em xin phép vào trong. Em sợ con em nó khóc ở trển nữa. Hả? Con... Ủa, cô đem con lên đây hồi nào vậy? Dạ... Dạ không... Mà có... Cô làm gì mà lúng túng như gà bắt tóc vậy? Không... Rồi có... Là sao? Mà con cô đâu? Có phải vì chuyện này mà vợ chồng anh Chính và chị Hà gây nhau không? Dám lắm. Anh Chính thì không thích con nít, mà chị Hà thì thích con nít quên chồng luôn. Con cô đâu? Rồi con của Chính Hà đâu? Dạ con... Mới nghe cô nói không biết gì á là tôi đã thấy nghi nghi rồi. Làm sao mà có chuyện trong nhà mà cô không biết được chứ? Dạ con em là thằng bé Đức Hiếu. Hả? Sao cô? Ủa? Cô nói thằng Hiếu là con cô. Cô giải thích ra coi. Cô nói rõ cho tụi tôi biết coi. Dạ. Hay á là cô để tụi tôi gọi mẹ của anh Chính. Cô được số của mẹ anh Chính đây. Chị ơi, chị đừng có gọi cho bà. Bà chưa có biết gì hết đó. Bà biết là bà đuổi em luôn đó chị ơi. Bà giết em đó. Chị đừng có gọi cho bà. Cô với ông chủ đã có gì với nhau rồi phải không? Cô trả lời tôi đi. Có phải chị Hà đến nhìn thấy cô và anh Chính? Dạ. Bé Đức Hiếu là con của em. Mẹ anh Chính và chị gái của anh đã sắp đặt mọi chuyện để em sinh con cho ảnh. Thằng bé Đức Hiếu là báo mẫu của anh Chính và của em. Nhưng mà mọi người cố tình giấu chị Hà. Dạ em cũng được cảnh báo là nếu để lộ chuyện này á thì em phải gánh tất cả mọi hậu quả. Bắt buộc mọi giá em phải rời xa con em và sẽ bị đuổi đi nơi khác. Nhưng mà em đã cố gắng để giữ bí mật này. Nhưng mà sao? Nhưng mà vô tình chị Hà bắt gặp được. Ủa? Em không có dám nói với lại bà nội của bé, tại vì em sợ em bị đuổi đi. Em xin các anh chị đừng có nói cho bà biết. Em xin các anh chị. Vậy là sao? Mày thiệt tán tận lương tâm mà. Chuyện xảy ra như vậy rồi mà mày bỏ đi không nói với Hạ tiếng nào hết là sao? Tôi nói thiệt chứ mấy ông, những lời tôi nói bây giờ cũng bằng thừa thôi. Hạ không bao giờ chấp nhận đâu. Tao đã có lỗi lớn với Hạ đến mức tao không dám nhìn mặt cô ấy nữa.
Bây giờ Hạ đang bị một cú sốc tinh thần rất là lớn. Cô ấy đã từng khao khát có một đứa con mà lại không được. Tôi nghĩ là bây giờ nên để cho cổ thư giãn một thời gian đi. Cả hai đừng nên gặp nhau. Gặp nhau bây giờ chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa thôi. Bây giờ cứ để Hạ đi đâu đó vài bữa cho nguôi ngoai cú sốc này đã, rồi sau đó tính tiếp. Nè, tôi thấy ý của ông Huy là ổn nhất, nhưng mà ít nhất bây giờ cũng phải tìm xem coi Hạ bây giờ ở đâu chứ. Tao đi khắp mọi nơi để tìm cổ. Tất cả những người quen biết, người thân, người quen, họ hàng, tao đã đều hỏi hết rồi, mà không ai biết cô ấy đi đâu hết á. Cũng giống như tình cảnh của tôi lúc trước thôi. Mà sao bà nào giận lên á cũng đòi bỏ đi hết à. Cũng may á là tôi may mắn. Ông nói cái gì vậy? Chuyện nhà của tôi mới vừa xảy ra thôi, thì tôi đã giải quyết xong rồi. Cũng may à. Còn ông đó nha, ông á lo đi tìm Quyền đi, coi chừng Quyền á bỏ đi luôn đó. Cái thằng này nói chỉ được cái miệng ăn mắm ăn muối, nói gì đâu không à. Ai nói ông tôi ăn mắm ăn muối? Tôi ăn cơm đàng hoàng rồi nha. Miệng của tôi thơm phức rồi nè. Thử hửi thử coi. Mày hả mày? Hai cái thằng này nó đang buồn không có suy nghĩ cái điều gì để giúp cho nó. Giỡn nữa. Bây giờ á, thiệt tình tôi bó tay chấm cơm chấm canh luôn rồi. Ai có ý kiến gì á thì đưa ra góp ý cho ông Chính đi. Mẹ, mẹ ơi, con sắp đẻ rồi mẹ ơi. Sao con? Hả? Sao con? Con đau bụng quá. Con phải ráng ráng đi con. Ráng chút đi con. Để mẹ, để mẹ kêu taxi cho mẹ con. Mẹ kêu nhanh giùm con mẹ ơi. Con đau bụng quá. Mẹ nhanh nhanh nha mẹ. Ai? Alo, con nghe mẹ. Mẹ ơi, con ở đâu? Mẹ nè, con sắp sinh rồi. Dạ, 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 con về liền mẹ ơi. Mừng sinh nhật cô Tiếp của ba nha. Dạ. Đẹp không? Dạ đẹp. Ba ơi, để con gọi coi mẹ đã về chưa. Ừ. Đây, cô Tiếp nói chuyện với mẹ đi. Định sẽ về mà. Chắc là mẹ đang ở trên máy bay cho nên mẹ tắt máy. Hay là cha con mình chờ mẹ thêm chút nữa ha. Thiệt hả ba? Vậy ba con mình chơi trò gì đi? Ừ, cha con mình chơi trò gì ha? Dạ. Hình quá, mẹ phơi giùm con thao đồ nha, con phải đi làm gấp. Ủa sao lại nhờ mẹ phơi? Còn dì Lan nó đâu? Sao nó nói nó lên đây nó phụ chị mà giờ nó đâu đi? Dạ,
Tại Lan đi làm ca sớm mà. Với lại mới đi làm cho nên phải đi sớm về trễ một chút. Làm nhà hàng cũng cực lắm. Nha, mẹ giúp giùm con nha. Vậy con nói nó sắp xếp thời gian cho hợp lý chứ. Vậy sớm nào mà giúp đỡ chị nó. Alo, Quy nghe. Rồi, tới liền. Cảm ơn nha. Mẹ ơi, bây giờ con phải đi rồi. Giúp giùm con nghe. Đi làm không kịp lo công chuyện gì hết. Mẹ, mẹ để con phơi cho. Xin lỗi mấy em. Alo. Dạ cho hỏi có phải là anh Dũng chồng của chị Quyền đúng không ạ? Tôi là Dũng đây. Xin lỗi anh là ai? À xin chào anh. Tôi là Khoa bạn của Quyền. Tôi ở Đà Nẵng. Tôi muốn báo với anh một tin không vui. Quyền đang bị công an tạm giữ để điều tra. Sao? Anh nói sao? Hả? Quyền bị làm sao? Anh bình tĩnh đi. Anh nên thu xếp về Đà Nẵng để giúp Quyền gỡ rối vụ này. Khi nào tới Đà Nẵng thì anh liên lạc lại với tôi theo số này. Vậy nha. Alo. Chú Dũng đây. Bây giờ chú phải đi công tác gấp. Con ở nhà nhớ chăm sóc cô Tiết giùm chú nha. Có gì á thì hỏi bà nội. Còn gì gấp á thì hãy gọi cho chú. Vậy thôi nha. Mẹ. Ăn đi mẹ. Cảm ơn con. Nè, em phải ăn cho nhiều mới có sữa cho con bú nghe chưa? Dạ. Đi làm về mệt quá trời quá đất luôn à. Ăn không kịp thở nữa. Lan à. Dạ. Con là con gái ăn từ tốn thôi chứ không là ế chồng đó. Dạ con biết rồi. Khi nào con đi gặp mẹ chồng tương lai á, con sẽ ăn hết sức là tự tốn luôn. Tại hồi chiều con đi làm về con mệt quá à. Con không kịp ăn cái gì hết. Giờ tay chân con run lẩy bẩy rồi nè. Còn bây giờ con phải nạp năng lượng thôi. Đúng rồi. Dì Lan á, phải ăn nhiều mới có sức khỏe. Mà phụ anh chị chăm sóc cho cháu nữa nghe chưa. Ông bà nội lớn tuổi rồi, sức khỏe không có nhiều nên không chăm sóc cho cháu được nhiều đâu. Cho nên nhờ cô Lan đó. Coi ai mà bấm chuông dữ, bấm liên hồi vậy. Bấm từ từ thôi, bấm dữ như là cháy nhà vậy. Dạ, để con ra con coi. Chắc là mấy đứa bán đồ khuyến mãi á. Con ra con sẽ xử cho nó một trận. Nhỏ này thiệt. Như lật đật vậy. Chị dạ. Ủa, hai đứa Lân Linh mới lên hả? Dạ. Vô nhà lẹ lên. Dạ. Em ăn đi. Đi vô. Mau lên. Đi vô. Dạ con chào hai bác. Chào hai bác. Chào anh. Chào chị hai. Ủa, hai đứa lên đây chi vậy? Ba mẹ biểu em với Lân á đem chục cái gạo nếp lên cho chị ăn để có sữa cho em bé bú nè. Dạ đúng rồi đó chị. Với lại ba mẹ kêu em lên đây nhắn anh là tìm việc làm giùm em. Còn bé Linh á thì lên chăm con giùm cho chị Loan để cho chị Lan đi làm. Ừ.
Thôi mấy đứa rửa tay đi rồi ăn cơm luôn. Dạ dạ. Em nấu thêm gì cho mấy đứa ăn đi nghe. Để em vô nhà em nấu cơm hay là mình luộc thêm con gà anh ha. Ừ. Đi đi. Thôi được rồi, hai đứa lên phòng chị tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm sau nha. Dạ. Đi đi thôi. Đây nè em, lên lầu nè. Dạ. Dạ. Đi nhanh lên. Thiệt tôi nản quá. Rằng ngày ta trao nhau nụ hôn, tình yêu trong ta hồi sinh, bỏ quên bao nhiêu lo toan. Dù có những lúc hờn ghen, dù đôi lúc sóng dâng trào, cuộc tình chúng mình vẫn mãi như hoa đẹp xinh. Nào cầm tay bước bên nhau, cùng nhau vững bước mai sau, từ đây sẽ không bao giờ lìa xa. Em cùng anh bước chung đôi, chỉ cần nhiều đó thôi, mãi mãi bên người sẽ không chia lìa đôi. Nơi hoàn hôn lúc ban sơ, tâm hồn trao ước mơ, hai trái tim hồng mãi yêu thương mặn nồng. Ngày ta trao nhau nụ hôn, tình yêu trong ta hồi sinh, bỏ quên bao nhiêu.